Linh hồn tạm trú với tựa gốc đó là Homestay là bộ phim điện ảnh Thái Lan duy nhất được công chiếu tại Top Cinema ở thời điểm này. Không được truyền thông đưa tin nhiều như Diệp Vấn Ngoại Truyện hay Chỉ Cần Em Hạnh Phúc, song tác phẩm này lại mang đến một câu chuyện rất đáng suy ngẫm về cuộc sống hiện đại ngày nay. Một tiết lộ nho nhỏ dành cho các bạn đó là nhà sản xuất của bộ phim này cũng chính là đội ngũ đã mang đến thành công cho truyền tài Bất Hảo. Với kinh nghiệm đã thực hiện dự án về đề tài học đường, vậy nên những lời khen ngợi mà khán giả dành cho tác phẩm này hoàn toàn là xứng đáng. Linh hồn tạm trú là câu chuyện về một linh hồn bí ẩn nhận được món quà là sống lại một lần nữa trong thân xác của Min, nam sinh vừa tự sát. Mặc dù có cơ hội sống một lần nữa, nhưng linh hồn này lại mất đi trí nhớ hoàn toàn. Và để được đầu thai sang một kiếp khác thì trong vòng 100 ngày, linh hồn phải tìm ra đâu là nguyên nhân mà Min tự sát. Nếu không hoàn thành được điều đó, linh hồn sẽ bị mắc kẹt trong thân xác của Min mãi mãi. Và Min mới sau khi tự sát đột nhiên trở thành một người rất yêu đời, đam mê nghệ thuật và lại còn rất đỗi đẹp trai. Cậu đã kết bạn được với một cô gái hot girl của trường, có một cuộc sống khá ổn. Thế nhưng thời hạn 100 ngày sau khi mặt trời lặn bị rút ngắn, Min thay thế buộc phải tìm mọi cách để tìm hiểu nguyên nhân khiến Min thật đã phải tự sát. Từ đây, chàng trai dần phát hiện ra những điều thực sự kinh khủng và cũng hiểu được nguyên nhân vì sao một nam sinh 17 tuổi lại quyết định đi tự sát. Linh hồn tạm trú đề cập đến những vấn đề gây nhức nhối trong học đường, đó là vấn nạn lạm dụng tình dục. Những kẻ biến thái lợi dụng học sinh để thực hiện những hành vi đồi bại của mình mà không phải lo lắng vì các bạn trẻ vẫn chưa đủ kiến thức và bản lĩnh để tự bảo vệ cho bản thân mình. Bộ phim là lời cảnh tỉnh cho các bạn học sinh luôn cần phải biết cách để tự bảo vệ bản thân mình khỏi những người khác, cho dù đó là giáo viên của mình. Cùng với đó là những vấn đề về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khi hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ. Người cha thì khiến cho kinh tế gia đình lụi bại, anh trai quá giỏi giang khiến cho em trai phải cảm thấy tự ti. Mẹ thì yêu thương người đàn ông khác, họ không còn trò chuyện với nhau khiến cho khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình ngày càng xa nhau. Và đó chính là một phần nguyên nhân khiến cho Min quyết định rời bỏ cuộc sống của mình. Kịch bản của bộ phim dù nửa đầu hơi dài dòng nhưng càng về sau thì càng hấp dẫn, đưa cho khán giả đến với một vòng luẩn quẩn khi mà tất cả những vấn đề không tốt đẹp của xã hội nó tới. Đạo diễn chắc hẳn mong muốn khán giả sau khi theo dõi phim có thể rút ra được những bài học cho riêng mình để không phạm phải sai lầm như những người quanh mình đã gặp phải. Cái kết của Linh hồn tạm trú được đánh giá khá bất ngờ, thậm chí còn khiến cho nhiều khán giả phải rơi nước mắt đồng cảm với những gì mà Min đã trải qua. Hy vọng rằng chúng ta sau khi theo dõi xong bộ phim này sẽ có những suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội được một lần sống lại như Min đâu. Với tác phẩm này, đây là sân chơi của dàn diễn viên trẻ thực lực của xứ sở chùa vàng. Theron vai Min đã có màn hóa thân rất đối ấn tượng, một chàng trai với tâm hồn ngập tràn niềm vui của lứa tuổi học sinh nhưng lại rơi vào trầm cảm do dòng đời xô đẩy. Từ một chàng trai ngơ ngác, vị trí trống rỗng, dần dần trở thành một cậu học sinh với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc cho đến tức giận. Kết hợp với vẻ ngoài sáng láng, Theron thực sự là điểm sáng của bộ phim này. Còn với nữ chính Chaeprang Arikun vai Pai lại khiến các khán giả phải ngạc nhiên với khả năng diễn xuất tài tình của mình. Kể từ khi cô bạn nhận ra rằng có lẽ mình đã sai lầm vì hy sinh quá nhiều trong cuộc thi, một nhân vật được xây dựng để vạch trần những góc tối trong học đường rất thành công. Hình ảnh và kỹ xảo của bộ phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi đến từ giới điện ảnh và khán giả. Những hình ảnh như thời gian đóng băng hay cơn mưa đang rơi bị hốt ngược lên bầu trời, hay các vật dụng lơ lửng trong không khí, những cảnh đồ họa được xử lý chăm chút và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất và thực sự rất ấn tượng cho một tác phẩm điện ảnh của châu Á. Phần âm thanh cũng được đánh giá cao với những tiếng động mạnh, bất ngờ và chân thực. Âm thanh được lồng ghép khéo léo với từng cảnh quay như tiếng mưa rơi hay vụ tai nạn giao thông, và tất cả đã góp phần mang đến thành công cho Linh hồn tạm trú. Homestay Linh hồn tạm trú sẽ là một tác phẩm mang đến cho khán giả rất nhiều thông điệp ý nghĩa. Vậy nên hãy đến với Top Cinema cùng với một số rạp trên toàn quốc để thưởng thức bộ phim này. Đừng quên subscribe kênh YouTube của rạp chiếu phim. Bọn mình sẽ còn quay trở lại trong tuần mới với những tác phẩm hấp dẫn tiếp theo. Xin chào.